Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer nha. Và hôm nay có một tựa game nữa muốn giới thiệu anh em. Rồi thì đây là một tựa game thuộc thể loại là roguelike, pixel và cũng như là bullet hell ha. Chiến đấu dungeon này nọ đấy. Mình cũng sẽ đi tham quan những cái dungeon, sau đó thì đánh quái, đánh boss, sau đó thì tăng tiến sức mạnh cũng như là học được những kỹ năng mới, sau đó thì mình sẽ đánh boss cũng như là mở rộng cốt truyện, mở rộng nội dung các kiểu thứ. Nhưng phần lớn những thể loại game thế này để thiên về lối chơi là nhiều ha. Chúng ta sẽ phải hoạt động rất là nhanh, né chiêu, đánh boss và cũng như là cần kỹ năng khá là nhiều, độ khó thì cao. Nhưng mà bù lại thì khi mà anh em hoàn thành được nó thì nó sẽ cho anh em những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và từ game này nó sẽ có 4 class nhân vật cơ bản để anh em có thể lựa chọn. À, thêm một thông tin nữa thì ngày 18 tháng 6 này nó sẽ ra mắt bản chính thức nhé. Lúc đó nếu anh em thích thì anh em có thể chơi mua, nói chung là game này anh em sẽ phải mua về chơi nha. Wishlist trên Steam nha. Và trước mắt nó sẽ có trên PC trước thôi. Và với những gì mà mình trải nghiệm mà cũng như là những gì mà mình đã nhìn thấy trên trailer thì nó thật anh em rất là phê. Nhưng mà độ khó cao, mà nghe đồn thôi thì nó sẽ có phiên bản Android vào thời gian sắp tới nhé. Hy vọng như vậy thôi. Khi nào có những bản chính thức và những thông tin đầy đủ thì mình sẽ giới thiệu anh em. Còn phần mình muốn nói anh em là tựa game này rất là hay, thú vị và rất hợp với những anh em nào thích chinh phục những thử thách và yêu thích những thể loại game có độ khó cao. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Cảm ơn theo dõi.